nếu mà đi làm thì làm không được thì với thầu thì nó đi rồi mình không có tiền về, thì giờ không có tiền nhà trọ ở thì bắt buộc phải về quê thôi. Rồi cái bữa nhà trọ đuổi đó là như thế nào anh kể em nghe coi. Nó lại nó lấy tiền nhà, nó nói bây giờ thiếu lâu quá rồi, giờ không có tiền đóng nữa thì dọn đồ đi, người ta lấy lại chứ đâu có gì đâu. Sao anh không năn nỉ người ta? Năn nỉ thì người ta nói 4 5 tháng rồi chứ phải ít đâu, Người ta nói là sao hết chứ cả giờ năm nó người ta không hết cả còn năm cho rồi, thiếu được đúng nữa. rồi. Ta cho thiếu nhiều vậy là nhiều lắm rồi. Nhưng mà anh với chị bây giờ là chưa lấy được tiền, rồi nhà trọ không có ở, rồi lúc đó anh chị làm sao? Chị giờ phải ruộng đồ về quê ở sao? Dạ con mấy vị phụ huynh nhẹ khán giả có thể cho con một số tiền để con đi học, hoặc là cho tiền con để giúp bà ngoại về ở với con, chứ bà ngoại ở một mình thì con rất là lo, tại vì ngoại không có tiền đi mua đồ ăn, ngoại phải tự đi sắn măng. Ai dạy con mà sao con giỏi quá vậy? Sao con biết giống như là thương cha thương mẹ nè, thương ông thương bà nè, sao ai chỉ cho con vậy? Dạ con tự học. Con tự biết ha. Khi mà con đến trường như vậy đó, rồi chú được biết đó là cha với mẹ con đâu có tiền đâu cho con tiền nhiều để đi học. Rồi khi mà con thèm một hộp bánh, hoặc là con nhìn thấy mẹ cha của mấy bạn đó đưa đón mấy bạn đi học đó, mà mua cho mấy bạn bánh ngon nè, rồi còn cho tiền nữa, rồi lúc đó con nhìn thấy cái cảnh đó thì con làm sao? Thì con kiểu là con hồi đó tới giờ thì con không có kiểu là nhìn miệng người khác, nên con không có cái tật là tham ăn, nhưng con cũng không có thèm gì một người khác, vì con biết cha mẹ con nghèo không có tiền nên con không có đòi. Rồi cha mẹ không tiền gì buồn không? Dạ không. Sống giống như là nghèo dễ buồn không? Dạ không. Không luôn hả? Sao vậy? Tại cha mẹ cực khổ để nuôi con nên con tự hào cho mẹ, biết ơn cha mẹ thôi chứ con không có buồn. Tự hào nữa, còn thương cha mẹ nữa. Chàng ơi, là có nghĩa là con thấy cha mẹ nghèo khó, rồi đi bằng cực khổ, rồi con còn thương cha mẹ nhiều hơn nữa. Thương con gái quá. Dạ, con xin gửi lời chào quý khán giả. Hiện tại thì Ngôn đang có mặt tại Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Thưa quý khán giả, thì vừa qua mấy anh em Ngôn có xem được một đoạn video từ người dân quay được, quý khán giả, là hoàn cảnh của hai vợ chồng cùng với một người con gái. Do đi lên thành phố, quý khán giả, làm thuê làm mướn đó, nhưng mà không biết vì lý do gì mà cái người mướn đó lại không trả tiền cho hai vợ chồng, cho nên là gia đình đó là không có tiền để mà tiếp tục trả tiền nhà trọ nữa, và nợ thì nhà trọ thì cũng rất là nhiều tháng, và cuối cùng thì chủ nhà trọ cũng đã buộc lòng hai vợ chồng cùng với đứa con phải rời đi trong ngày đó luôn, cho nên là hai vợ chồng đã quyết định là cho nên là gia đình đã quyết định là quay trở về quê. Tuy nhiên cái lúc về quê quý nha thì hoàn toàn là không có tiền, mà Ngôn xem được cái đoạn video á thì có lúc đó là người vợ phải nhảy xuống xe để đẩy đẩy chiếc xe đi, và không có tiền đổ xăng luôn quý nha. Có đoạn thì còn phải xin tiền đổ xăng. Thì ngày hôm nay á, mấy anh em Ngôn cũng đã liên hệ được với gia đình và cũng đã tìm được đến nơi rồi. Thì ngay bây giờ để tìm hiểu về cái câu chuyện của gia đình là như thế nào thì Ngôn xin mời quý khán giả cùng vào bên trong nhà để hỏi thăm gia đình. Ồ, em chào anh nha. Bạn ơi, là gia đình mình sống ở đây đó nha. Hồi tối em có liên hệ đó, rồi bà con cũng chỉ gia đình mình sống ở đây đó. Cái câu chuyện chắc anh cũng đã biết về mấy anh em rồi ha. Chú chào con gái nha. Con đang làm gì đó? Nấu đồ ăn hả chị? Ơi chàng, là bây giờ như vậy nè, mấy anh em á là có xem được cái đoạn video của gia đình mình á, là di chuyển từ giống như là thành phố về quê á, thì ngày hôm nay á mấy anh em mới tìm đến đây để hỏi thăm về cái câu chuyện
cũng như là hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Mấy anh em là bên đội thiện nguyện á, đi giúp đỡ bà con á. Dạ, cho nên là chắc xin phép gia đình là cho mấy anh em được ghi hình và giới thiệu hoàn cảnh mình đến với Mạnh Thường Quân nha. Thưa anh chị, thì nói chung á là ngày hôm nay á em tìm đến anh chị nè, thì cũng vừa qua mấy anh em của em có xem được một cái đoạn video trong cái lúc mà anh với chị đi di chuyển từ trên thành phố về tới quê nè, là bằng cách là đi một cái chiếc xe nhưng mà có khúc đẩy rồi có khúc thì xinh xăng của bà con. Và qua cái video đó thì em cũng biết được là anh chị do là đi làm mà người ta không trả lương, cho nên là không có tiền đóng tiền nhà trọ nữa, cho nên là chủ trọ lấy nhà trọ lại và mấy di chuyển về quê. Dạ, thì ngày hôm nay mấy anh em mới xuống đến đây để hy vọng rằng anh chị có thể chia sẻ lại cái câu chuyện mà anh chị gặp là như thế nào, để cho mấy anh em cùng với quý khán giả nè được hiểu rõ một phần nào về cái hoàn cảnh của gia đình mình ạ. Dạ, sự việc ngày hôm đó là như thế nào anh, mà mình lại đi giống như là vợ chồng mình gom lên một chiếc xe như vậy đó, mà dập đường thì không có tiền đổ xăng á, nó sự việc nó như thế nào? Nói chung là đi làm thì làm không được, thì với thầu thì nó đi rồi mình không có tiền về, thì giờ không có tiền nhà trọ ở thì bắt buộc phải về quê thôi. Là ý là anh chị là làm hồ hay sao? Đi làm hồ ha. Nhưng mà làm bao lâu mà ông hầu không trả tiền? Làm khoảng hơn 2 tháng trời. Rồi sau thường thường là người ta đi làm hồ là một tuần lễ là người ta lãnh lương một lần. Không, lúc trước là 2 tuần là lãnh một lần. Ừ. Rồi sau này cái 4 tuần cái ông từ từ cái lên 2 tháng mấy. Rồi cái bữa mà ổng trốn đi là cái bữa đó như thế nào? Thì bữa đó cũng làm cũng cuối tuần đó, rồi cuối tháng đó, rồi anh em lấy tiền đó, nhưng mà lại thì ổng đi rồi không có nhà. Nghe nhà ổng bỏ nhà ổng đi luôn. Ổng cũng thuê nhà ổng ở mà. À, là cuối cùng là hai vợ chồng làm 2 tháng mấy luôn. Dạ. Mà người ta không trả tiền. Đúng rồi. Rồi như vậy rồi anh thiếu tiền nhà trọ là bao lâu là người ta mới giống như là không cho ở nữa? Em thiếu là 3 tháng mấy 4 tháng. 3 tháng mấy 4 tháng tiền nhà trọ. Chàng ơi chàng, rồi cho em hỏi thăm coi cái ông thầu đó là ổng tên gì, rồi làm công trình gì, anh kể chi tiết cho bà con được biết nhé. Em chỉ biết là ổng tên Cường, làm bên xây dựng chứ đâu có hỏi là ảnh ở đâu hay là tên gì cụ thể đâu. Mày biết là biết tên ảnh gì thôi. Rồi làm rồi trong vòng 2 tháng mấy đó rồi không có tiền là làm sao anh chị có thể là mua đồ ăn nè, rồi có thể giống như là có tiền để mà xài qua ngày. Thì vài tuần anh cũng có cho ứng được 500 thì mua đồ ăn gạo rồi ăn hàng ngày vậy. Vài tuần mà công làm của hai vợ chồng mà chỉ cho ứng vài trăm ngàn thôi. Ừ, thì anh nói là anh chưa lãnh tiền bên nhà thì anh đưa cho ứng tiền nhà, anh chỉ anh ứng thôi. Ứng 500-600 vậy đó, rồi bắt đầu là vợ chồng mua gạo mua đồ ăn. Ừ. Coi như là bây giờ là không biết đường để mà kiếm ông hầu đó nữa. Dạ. Vòng vòng ở sớm đó có đôi khi người ta cho gạo nữa, có nhiều người ta cho nữa. Là cho hai vợ chồng với đứa con. Gạo ăn đúng rồi, cũng có cho gạo ăn nữa. Rồi ở chỗ này có nhiều khi chỗ nhầm chỗ người ta phát cơm máy á, cơm chay, cơm đồ, cơm từ thiện á, cũng có đi lấy ăn. Là mắt vừa đi làm hồ mà vừa bắt đi xin cơm chay từ thiện ăn. Dạ. Để rồi sao làm nổi thì cũng ráng làm chứ biết sao giờ. Trời ơi trời. Rồi cái bữa nhà trọ đuổi đó là như thế nào anh kể em nghe coi. Thì nó lại nó lấy tiền nhà, nó nói bây giờ thiếu lâu quá rồi, giờ không có tiền đóng nữa thì dọn đồ đi với người ta lấy lại chứ đâu có gì đâu. Sao anh không năn nỉ người ta? Năn nỉ thì người ta nói 4-5 tháng rồi chứ phải ít đâu. Người ta nói là sao hết. Bây giờ nó không còn cho thiếu được nữa. Ta cho thiếu nhiều vậy là nhiều lắm rồi. Nhưng mà anh với chị bây giờ là chưa lấy được tiền. Dạ. Rồi nhà trọ không có ở. Rồi lúc đó anh chị làm sao? Thì giờ phải ruộng đồ về quê ở ra sao vậy? Rồi anh đi về như vậy rồi cơ hội để mà lấy lại tiền
mất tiêu luôn rồi. Cái đó là mình kiếm cũng lâu rồi mà không đi, mình cũng giờ mình chờ cũng lâu rồi mới dây dưa nhà trọ tới cỡ đó. Chứ nếu mà mình không chờ tới cỡ đó thì mình không có dây dưa nhà trọ tới cỡ đó. Giờ kiếm cũng đâu gặp nữa đâu, rồi chủ nhà thì người ta lấy cái nhà lại thì giờ mình phải về. Tôi xin sự hôm chạy về đây lên chiếc xe đó đó, chắc mấy mình có, chắc lấy đi lên về tới đây, tới 2 ngày nữa tới đây. Là cái chiếc xe mà quay trên video mà anh với chị ngồi trên xe vậy đó ha. Dạ, rồi rồi em thấy sao có cái khúc mà chị nhảy xuống đẩy nữa vậy? Thì xe nó bị tụt bố, nó đâu có chạy vô số là nó tắt. Mình đẩy, phải đẩy có chấn mình mới chạy được. Còn mấy thì lấy giò lằn cho nó cái chấn tới. Có nghĩa là chiếc xe của anh đạp máy thì nó nổ. Đúng rồi. Mà vô số là nó tắt liền. Vô số tắt. Phải đẩy cho nó có chấn chạy. Rồi đang lúc chạy như vậy rồi sao bả nhảy lên? Thì chậm chậm như đó bước lên, còn mấy thì lấy giò, hai giờ chồng lấy giò lằn tới chạy. Chàng ơi thương quá quý vị giả. Sau khi mà mấy anh em Ngôn á xem được cái đoạn video á, thật sự mà nói á, thì mấy anh em Ngôn cố gắng tìm kiếm đến hoàn cảnh của gia đình nè để giới thiệu với quý khán giả, vì thật sự mà nói á, thấy cái cảnh đi dọc đường mà mất xin xăng đồ rồi đùm đùm đề đề quý nhá, mà vợ còn lâu lâu còn phải đẩy xe lần lần tới nữa, tôi nhìn thấy rất là thương luôn. Rồi anh cho em hỏi thăm nè, trên đường đi như vậy là anh xin hết bao nhiêu lần xăng? Dạ cũng 5-6 lần nè. Là người ta cho được nhiều lần sao lần? Có người cho nửa lít, có người cho 1 lít. À. Có người thì rút cho con chai coca nhỏ, than xị đó. À. Chứ người ta không cho tiền. Dạ. Có ai cho tiền không? Dạ có, chú đó cũng cho 50 ngàn. 50 ngàn. Rồi thí dụ như bây giờ xăng là ổn rồi đó. Dạ. Rồi thí dụ như dọc đường rồi hai vợ chồng với đứa con mà đói bụng rồi sao? Thì đối chịu với sao giờ khát nước, khát nước có chai nước lọc ở theo uống. À có máng chai nước lọc trên xe. Chàng ơi chàng. Rồi anh cho hỏi thăm nè, ngày hôm nay á mấy anh em quay nè, có thể là biết đâu mình hữu duyên sao, có thể là ông thầu cũng như là cái ông mà giật tiền của hai vợ chồng á, có thể là có xem được. À, không biết rằng anh có lời gì muốn gửi tới cái người chủ đó không? Thì nếu mà anh coi được thì anh có gửi tiền cho em thì em cảm ơn nhiều, còn không gửi thì em phải chịu chứ em biết sao giờ. Chị có lời gì muốn gửi tới cái người chủ đó không? Nếu mà anh coi được video thấy ai chồng khổ vậy thì nếu mà ấy thì anh có quan tâm thì anh ấy trả tiền cho hai vợ chồng. Ví dụ mà anh không biết ấy thì anh gửi là mấy kinh hay là gì đó, trả là cho vợ chồng thì vợ chồng mang ơn ổng, ông trả tiền xong rồi đi ấy vì chồng ổng rước bà già xuống. Vì sao vậy chị nói rước mẹ là sao? Mẹ nó bị tai biến, nó nằm một mình nên nó thoát đó. Chàng ơi không có thể cái gì là mẹ chị là đang nằm ở Đắk Lắk mà đang ốm luôn. À thứ sáu anh chị em. Thì có đó quê là vợ vợ. Nhưng mà lúc trước lấy bà có tiền á thì mấy đứa nó xin lại, giờ bà không có tiền á thì bà nằm mình trên á. Bởi vì lỡ hết cái sao này. Có nghĩa là chị trông chờ vào cái tiền của cái ông này giật để có tiền đó mà đi rước mẹ mình về nuôi hết chị. Dạ. Mà bây giờ ổng đành lòng ổng giật cái gì đó. Tôi kiếm được cái mấy lục bọc nhau đi gì rồi thấy đi gì đây nè. Chàng ơi, rồi bây giờ mẹ chị tình hình sao rồi? Giờ bà ấy bây giờ bị liệt nửa người đó. Bây giờ thì nó chống gậy lên đó thì đi đi tập tỉnh được một hai bước. Còn mấy thì nằm chỗ gì đó. Rồi có ai lo không chị? Không, bà ở nhà có một mình bà. Sao mà được đây? Có một mình bà. Rồi làm sao bà có thể lo lắng chăm sóc cho bà trong khi bà đang ốm đau? Thì bà cũng ráng mò mẫm chứ biết làm sao giờ. Thì bà cũng ráng thấy cũng mò mẫm lửa củi tới. Chống gậy đi tới được vài bước thì đi bò vô nhà tắm rồi thay đồ rồi. Cái nhà đó là bởi vì giờ nó giờ vợ chồng nghèo khổ thì nghèo khổ chứ có tiền về chảnh không nước bởi vì đây bà nhà đó bán hết rồi, người ta thấy bà bán hết rồi người ta cho bà ở nhà đó chứ không phải là nhà bà nữa. Coi như là không có nhà luôn đó. Không có nhà luôn, bà ở nhà đó nói là đất của gì bán cho con rồi con cho về ở nhà đó thì mày bị chết thôi. Đất đó không đó con cũng làm cái gì. Có nghĩa là cái người mua đất đó là người ta thấy bà tội nghiệp. Dạ. Rồi cái bà người ta cho bà ở nhà cô mang bà luôn. Thưa quý vị, không chỉ là ông thầu này không trả lương cho vợ chồng cũng như là gia đình, là giống như là người ta không có bữa cơm luôn nha. Bây giờ người ta không có chỗ ở luôn.
rồi nhặt một cái là cái số tiền đó, đó là người ta định là đi rước mẹ người ta để giống như là lo lắng chăm sóc cho mẹ của người ta trong trong cái lúc mà mẹ người ta đang ốm đau ốm nha. À, bây giờ là không biết tình hình của bà như thế nào luôn, rồi không biết rằng bà hiện tại là có ổn hay không, chỉ cần trông chờ vào cái tiền lương đó, đó là để cứu mẹ người ta thôi, mà ông thầu này cũng đành lòng lấy đi cái số tiền đó luôn ấy nha. Thật sự mà nói cái câu chuyện nợ lương giật lương của hai vợ chồng thì cũng rất là đơn giản luôn, nhưng mà tới cái câu chuyện ở đằng sau á, để cứu người mẹ á, là một cái câu chuyện nó ngôn nghĩ rằng nếu ông thầu trong ngày hôm nay á, có xem được cái đoạn video này thì hy vọng rằng trả không nổi á, thì mình trả từ từ hoặc là gửi lần lần cũng được, gửi lại cho hai vợ chồng để hai vợ chồng có cái khoản tiền đó mà thuốc thang chạy chữa cho người mẹ. Trời ơi trời, thật sự mà nói sao anh dễ tin người quý vị, người ta nợ chừng một tháng là anh đừng có làm nữa, anh đi qua công trình khác đi. Chứ mới là mình chứ si bụng mình do bụng người ta thôi, mình không được người ta không nói được mình, chứ si bụng mình do bụng người ta. Mình thì nghĩ bụng mình sao mình nghĩ người ta như vậy, chứ khả năng là kiểu như người ta làm chủ bên đó chưa trả chưa cho ứng lương hay là gì, cho nên người ta mới giao tiền mình lại vậy. Mà nhiều người chứ không phải một mình đâu, nhiều người. Có nghĩa là anh với chị không có dám suy nghĩ rằng ông này sẽ giật tiền mình đó, thì nghĩ vậy đó, nghĩ rằng là ông sẽ tốt, ông giúp đỡ cho mình đó. Nhưng mà không ngờ là ông đã tính sẵn cái con đường của ông rồi. Dạ. Ông câu chừng nào mà hết được thì ông mới buông. Ông mới buông ra, ông buông ra là nhiều người bị chứ không phải một mình. Chàng ơi chàng, một cái số tiền rất là lớn luôn đó, của hai vợ chồng là lớn đó, chứ không phải nhỏ đâu. Chứ ra cũng gần 20 triệu chứ ít thôi. Mình đâu nói gì nữa, chứ giờ sao bây giờ đâu có kiếm được ổng đâu. Thì giờ mình chỉ kiếm đường sao mà mình đi về quê, chứ ở đó đâu có tiền đâu mà lấy tiền nhà, người ta đã lên tiếng, người ta lấy nhà lại rồi. Là mình đi lại mình đòi tiền ổng. Nhưng mà cái nhà đó là không phải nhà của ổng. Yeah. Ông chỉ mướn thôi. Yeah. Lúc đầu anh chỉ biết là nhà mướn không? Dạ yeah, không, chỉ biết là ổng ở đó thôi. Tại vì người ta mướn nguyên căn rộng rãi, thấy đẹp lắm, đâu có nghĩ là hỏi tới đại tư người ta, ở nhà này anh mướn hay là nhà này của anh, đâu dám hỏi kiểu đó. Chứ nghĩ là nhà ổng. Tới đó là người ta mới nói là nhà đó là người ta cho ông thuê. Cái mình nghĩ trong bụng là mình chắc chắn là mình biết nhà ổng rồi. Dạ. Yeah. Thì có gì mình lại đó mình đòi, thế nào ổng cũng móc tiền ổng đưa mình, không ít thì nhiều. Đúng rồi. Ừ. Xong rồi là đi lại đó người ta nói là nhà của ổng thuê. Chàng ơi chàng. Thì tới hôm anh em lại lấy tiền đó là người ta nói là ổng trả nhà rồi, ổng đi về rồi. Lúc đó mới biết được là ổng thuê nhà chứ đâu có ai biết được. Anh cho em hỏi thăm nè. Anh là trụ cột chính trong gia đình. Nói chung theo như cái câu chuyện nãy giờ anh nghe á, thì em nghĩ rằng mọi cái sự quyết định đó là đều nằm ở anh. Nhưng mà khi anh chọn sai con đường như vậy đó, bây giờ vợ con mình cũng cùng giống như là chịu chung cái giống như là cơm không đủ ăn nè, rồi thiếu này thiếu kia, rồi anh cảm thấy như thế nào khi mà mình đã lỡ chọn sai con đường? Bây giờ mình cũng buồn lắm, nhưng mà biết làm sao giờ thôi. Thì giờ hai chồng cũng nói to nói nhỏ nhau rồi, ráng chịu thôi. Giờ về đây thì buôn bán lay lắt sống qua ngày thôi, chứ bây giờ biết làm sao giờ. Chứ giờ buồn thì cũng không làm gì được nữa. Chuyện nó cũng đã dĩ lỡ gì rồi ha. Dạ. Nhưng mà anh thì có thể là cam chịu được, học muối anh cũng có thể cắn được. Nhưng mà khi mà anh phải đứng nhìn cái cảnh người vợ cùng với người con cái của mình ăn cơm với muối như vậy đó, rồi trong lòng anh cảm thấy như thế nào? Mình cũng buồn lắm, nhưng mà biết làm sao giờ, trong khi ngày mình bán được đâu có bao nhiêu đâu, thì đủ tiền gạo tiền này tiền nọ hàng ngày thôi. Trời ơi. Con gái. Dạ. Cho chú hỏi thăm nè, cái bữa mà đi xe về như vậy đó, dạ, chú thấy đó, rồi lúc đó là trong lòng con cảm thấy điều gì? Con cũng thấy buồn, nhưng con... Vì sao con buồn, con kể cho chú Ngôn nghe đi. Thì con nói cha mẹ con không có tiền nên con buồn. Con thấy cha mẹ con có tiền cho nên con buồn ha. Nhưng mà cái lúc đi xe như vậy đó, rồi giống như là con khát nước nè, rồi hoặc là con đói bụng nè, rồi lúc đó con làm sao? Thì con nhịn rồi tới về đây, rồi chừng nào cha mẹ muốn cơm thì con ăn. Sao con không dám nói cha ơi,
mua ổ bánh mì cho con, hay là cha ơi mua cho con một bọc bún gì đó cho con ăn. Tại lúc đó thì mẹ con chưa có tiền nên con nhịn. Là con biết luôn hả? Cái bữa người ta vô lấy nhà trọ người ta nói sao con? Người ta nói là nhà con thiếu tiền nhiều quá rồi, người ta không có đủ sức để giữ cho mẹ con lại nữa, người ta đuổi đi. Trời ơi, là trong ngày đó là phải đi liền phải không? Khi mà con thấy cha mẹ con á, giống như là phải xin từng người á, từng miếng xăng á con, để quay trở về quê hương á con. Dạ. Rồi lúc đó con làm sao? Thì con cũng thấy buồn mà, con cũng muốn giúp nhưng mà con không có giúp được. Mà con suy nghĩ như thế nào về cái ông chủ mà mướn cha mẹ con làm nè mà lại giật luôn, không chịu trả tiền lương cho cha với mẹ con? Thì con chỉ mong là ông chủ nó sẽ còn được clip này và ông chủ đó sẽ trả tiền lại cho mẹ con để rước bà ngoại về đây ở với con. Con cũng muốn rước bà ngoại nữa hả? Dạ. Thương bà ngoại nhiều không con? Dạ nhiều. Con sợ điều gì mà con mong muốn là mau chóng có tiền để rước bà ngoại về? Con chỉ sợ ngoại là kiểu người ta thấy ngoại con bị vậy, cái xong người ta không cho ngoại con lên xe. Coi như là con sợ là người ta giống như là không có ai lo lắng chăm sóc cho ngoại con nha. Anh trai mới thăm nè, như vậy là cháu nó ở trển là có đi học gì không? Dạ có chứ, em có mình đứa gái em cũng phải lo cho nó ăn học chứ. Rồi bây giờ không tiền như vậy rồi sao? Thì không tiền thì em lỡ trường học lại 1 năm thì giờ là mình về đây bán, rồi vài bữa nữa có tiền gửi lên thì cũng học bài về cho nó học ở đây. Vài bữa gì, chuẩn bị nhập học tới rồi. Thì cũng mình cũng phải tranh thủ thôi. Con gái cho chú hỏi thăm nè. Dạ. Con học lớp mấy rồi? Dạ từ trường lại con học lớp 5. Từ trường này là con lên lớp 5 hả? Dạ. Nhưng mà con thích được đi học không? Dạ thích. Rồi bây giờ cha với mẹ không có tiền để lo cho con đi học rồi con sao? Con cũng buồn nhưng con cũng biết cha mẹ con làm cực khổ mà không có tiền thì con để năm nào chừng nào cha mẹ con có tiền rồi cho con đi học thì con đi học. Con cũng buồn hả? Vì sao con buồn? Tại vì con cũng rất là thích đi học, tại vì có mấy bạn mới nè. Mà cha mẹ không có tiền cho con đi học thì để năm sau hoặc là... Nhưng mà cha mẹ không có tiền cho con đi học á, con phải để lại năm sau đó, là con phải ở lại lớp 1 năm. Rồi con có buồn cha mẹ không? Dạ không. Sao vậy? Tại con biết cha mẹ không có tiền nên cha mẹ cố gắng hết sức rồi mà không có được. Nhưng mà cái ước mơ của con á bị giống như là dang dở đó, không có được thực hiện ước mơ đi học đó. Rồi không trách cha mẹ sao? Dạ không. Thương cha mẹ lắm hả? Dạ. Thương cha mẹ nhất ở điểm nào, nói chú nghe nghe coi. Tại con làm sai việc gì cha mẹ sẽ cố gắng làm cho con hiểu, chứ cha mẹ không có đánh con như mấy một số phụ huynh là con làm sai. Ví dụ là con làm sai thì cha mẹ sẽ đánh con, nhưng cha mẹ của con thì không có. Cha mẹ của con sẽ chỉ cho con là cái này con làm sai ở đâu và làm lại làm sao. Cha mẹ sẽ chỉ con. Con ước mơ được đi học nè, để sau này con làm cái gì mà con ham quá vậy? Dạ tại con muốn làm nha cha, con muốn làm công an. Con muốn làm công an? Muốn ước mơ sau này học thật giỏi đặng làm công an. Dạ. Rồi làm công an vì sao tự nhiên lại thích làm công an? Tại vì con thích làm công an về điểm là công an có thể giúp đỡ người dân nè. Với lại bắt cướp. Giúp đỡ người dân ha. Dạ. Ok. Cho chú hỏi thăm nè. Mỗi lúc mà con thấy cha mẹ đó ăn cơm nè, không dám ăn đó nhường cho con nè. Rồi những cái món ngon á cha mẹ cũng không dám đụng đến, chỉ để riêng cho con thôi đó. Dạ. Rồi lúc mà con thấy như vậy đó, trong lòng con nghĩ về điều gì? Con, trong lòng con thì con rất là buồn, nhưng con cũng muốn là gia đình ăn chung cho nó vui. Bên cha mẹ con lại nói là ăn cho mau lớn, dán ngọc giỏi vô. Trời ơi,
cha mẹ kêu con ăn cho mau lớn cái hộp nhỏ vô. Thì là con cũng muốn là cha mẹ ăn cùng cái món đó với mình. Dạ. Nhưng mà do không tiền cho nên là cha mẹ để cho con ăn thôi. Dạ. Chú biết được á, ước mơ của con là muốn được cấp sách đến trường. Dạ. Ngày hôm nay nè, mấy chú hữu duyên tìm giống như là được gia đình con cũng như là biết được cái câu chuyện của gia đình con. Dạ. Và biết được là con có ước mơ là cấp sách đến trường như vậy đó. Dạ. Thì ngày hôm nay mấy chú cũng quen cũng có quý mạnh thường quân xem. Dạ. Rồi cũng có quý vị khán giả xem. Dạ. Con có lời gì muốn gửi tới quý vị khán giả, có muốn nhờ quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân á giúp con điều gì không? Dạ có. Rồi con nói, con nhìn má con nói đi. Dạ con muốn mấy vị phụng quân nhẹ khán giả có thể cho con một số tiền để con đi học, hoặc là cho tiền con để giúp bà ngoại về ở với con. Chứ bà ngoại ở một mình thì con rất là lo, tại vì ngoại không có tiền đi mua đồ ăn, ngoại phải tự đi sắn măng. Ai dạy con mà sao con giỏi quá vậy? Sao con biết giống như là thương cha thương mẹ nè, thương ông thương bà nè, sao ai chỉ cho con vậy? Dạ con tự học. Con tự biết ha. Dạ. Khi mà con đến trường như vậy đó. Dạ. Rồi chú được biết đó là cha với mẹ con đâu có tiền đâu cho con tiền nhiều để đi học. Dạ. Rồi khi mà con thèm một bọc bánh, hoặc là con nhìn thấy mẹ cha của mấy bạn đó đưa đón mấy bạn đi học đó, mà mua cho mấy bạn bánh ngon nè, rồi còn cho tiền nữa. Dạ. Rồi lúc đó con nhìn thấy cái cảnh đó thì con làm sao? Thì con kiểu là con hồi đó tới giờ thì con không có kiểu là nhìn miệng người khác, nên con không có cái tật là tham ăn. Nhưng con cũng không có thèm nhiều người khác, vì con biết cha mẹ con nghèo, không có tiền nên con không có đòi. Con không đòi hả? Có gì ăn đó. Nhưng mà con giống như là con thích ăn một bịch bánh đó mà con thấy mấy bạn đang ăn, mà con không có tiền mua rồi sao? Thì con nhận chừng nào con giống như mỗi ngày cho mẹ cho con đi học 5.000 thì con sẽ lấy dành. Ừ, mỗi ngày đi học được 5.000 luôn. Chàng ơi, như vậy là không có buồn cha mẹ gì hết. Dạ. Thí dụ như cha mẹ không có tiền thì nghỉ học một năm. Dạ. Rồi chừng nào cha mẹ có tiền thì đi học tiếp. Dạ. Không giận luôn. Dạ. Thương con quá luôn. Anh chị cho hỏi thăm nè. Rồi cái chỗ mình đang ở như vậy nè, là đất này là mình của mình hay là sao? Đất này của bà già cho. Của mẹ ruột cho. Và cho được bao nhiêu đây hay là nhiều nữa? Dạ, cho được đây ra tới ngoài sau ấy, nhưng mà giờ mình chưa có làm gì nữa, chưa có tiền để làm gì ấy. Mấy ông anh cũng mượn chỗ để nuôi gà nuôi được. À, có nghĩa là cho anh từ đây ra tới ngoài sau lận. Dạ. À, cái nền nhà là bây giờ khoảng bao nhiêu mét? Dạ, đây dài khoảng mười mấy mét. Mười mấy mét nha. Mà bây giờ là em thấy là gói gọn trong đây vậy à? Dạ. Là cái gì là gia đình mình ở như vậy rồi em thấy đâu có nhà vệ sinh đâu rồi mình đi đâu? Qua nhờ nhà của chị ruột. Chàng ơi, chàng đi nhà hả? Nhưng mà nửa đêm mà sao mà có tiện gì đâu. Giống như là nửa đêm mà đâu có tiền, đâu có đi được. Thì chỉ ngoài sau chứ đâu có đóng cửa nhà sau đâu, chỉ để vậy đó. À. Ừ. Rồi cái này sao em thấy sình không vậy? Nó có nước gì? Mấy bữa mưa bị nước ngập ấy. À, là anh lót mấy cái viên gạch này đặng đi đó nha. Đi tới đi lui đừng cho nó ướt. Ừ. Chứ mưa xuống là bắt đầu nước nó ngập hết cái nhà này luôn. Về ở xóm người ta thấy thương nên người ta mới cho được hai cái giường này để đi tới đi lui với ngồi nằm ngủ nè. Là hai cái giường này là người ta cho nữa đó chứ không phải của mình mua. Dạ. Nữa đó. Ở xóm này thì cho. Rồi như chén bát người ta cũng cho. Xung quanh này giường người ta xuống vậy đó. Dạ. Rồi cái tivi này xài được không? Dạ không, nó hư. Người ta cho nhưng mà bây giờ nó hư rồi. Mới đầu xài được hả? Dạ. Bây giờ hư rồi. Dạ. Ừ. Thương không? Rồi bây giờ anh là đi làm cái công việc gì để kiếm tiền nuôi vợ con rồi? Giờ là đi bán bánh mì kem. Rồi anh về đây là mất xin tiền đổ xăng nữa. Rồi sao có tiền đi bán bánh mì kem?
thằng em nó làm kem đó, nó cho mượn vốn rồi nó làm kem cho bán luôn, rồi bán vậy như mình bữa bị sáng nay bán là đầu bữa sau là trả kem này cho nó. Bữa đầu là mấy gói đầu vậy đó, không có tiền là nó cho hai cử kem không, nó không có lấy tiền. Bữa đầu là nó cho hai cử không, nó không có lấy tiền, không lấy tiền gạo mua đồ ăn, cho luôn hai cử không, nó không có lấy tiền. Ừ. Đâu bắt đầu cử thứ ba nó mới lấy tiền, nhưng mà bán xong rồi mới trả tiền. Ồ, như vậy cũng mừng, có nghĩa là người ta thương mình, người ta tạo điều kiện cho mình đi kiếm bữa cơm. Rồi bên đây mà không có đồ ăn á, nhiều khi bên bển đổ dớn có đó, đặt dớn đồ đổ dớn có cũng cho ít cá rồi đó, kho ăn. Ừ. Rồi như vậy rồi kiếm một ngày là trừ hết tất cả chi phí á, là một ngày trung bình anh kiếm được nhiêu, chứ không có tính cái bữa nhiều nhất nha, tính trung bình nói chung là đồng một ngày thì em kiếm được cỡ 100.000. 100.000 là trừ xăng cổ được chưa? Dạ, trừ xăng cổ ra là em còn được 100.000. Cái bữa bán không chạy là sao? Không phải bán kem bữa nào cũng chạy. Dạ, bán không được thì bữa đó khoảng được 50-60.000 thì đủ mới mua gạo. 50-60 đủ mua gạo nha. Dạ. Chàng ơi chàng, rồi còn kem còn lại tính sao? Dạ, kem lại thì đem đi chạy qua bển gửi lại. Còn không gửi, còn ít thì để đây cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Là hai đứa nhỏ này đây. Hai vợ với đứa bé nhỏ nó ăn sớm. Em thấy anh quay qua anh nhìn nó mấy đứa nhỏ nó ăn. Như là bữa nào mà kem bán không chạy thì đem về cho cháu là con gái với vợ ăn. Rồi cho thêm mấy đứa nhỏ ở xóm nữa. Yeah. Rồi cái đó từ thiện cái gì? Yeah, hay là bán thiếu? Mình bán không hết thì làm gì vậy? Chàng ơi thương không? Là được 50-60 à, đủ mua gạo à. Còn kem cù thì làm từ thiện luôn. Chàng ơi chàng, thương anh quá ha. Hay gì cũng, nói chung là cuộc sống nó cũng khó khăn quá. Mà đi làm mướn rồi, đi mướn bằng thuê rồi. Còn lại gặp cái sự việc là giật tiền rồi không trả nữa thiệt chứ. Rồi lúc đó sao anh không giống như là xin qua cái chỗ khác làm để có tiền mà phải di chuyển về quê anh? Giờ ở trên đó mà bây giờ đã tiền bạc không có tiền nhà gì rồi, đi xin qua chỗ khác làm nữa rồi, nếu mà gặp người như vậy nữa rồi mình sống làm sao? Thôi thì giờ về quê có gì ăn nấy cho nó dễ. Nhưng mà về quê thì được, chứ còn anh ở chảnh mà trước mắt là thấy tốn tiền nhà trọ, sáng là 30-40 ngàn tiền nhà trọ rồi đó. Đúng rồi. Chưa tính tới tiền đi chợ mua đồ ăn nữa. Mà đồ ăn trên đó thì nó là mắc. Đúng rồi, đồ ăn có đó. Tiền thì mới mua đồ ăn được, không có tiền thì mình ra mua được miếng rau, miếng cải gì nấu miếng canh xong. Còn đây ví dụ mình không có tiền mình ra ruộng mình mò ốc rồi, giống như đây chứ mò ốc rồi đó, lễ ra lấy cái đầu. Là mò ốc hả? Có mò ốc rồi, rồi cái gỗ ốc còn đó. Mò ốc còn ngoài đó hả? Là lễ lấy cái đậu á, kho xả nghệ rồi này kia ăn bậy qua ngày. Là chị lội đi bắt hả anh? Ảm đi bán kem đây, lội đi bắt sáng ra là đi ruộng người ta đó. Mời mấy cái đường mương với mấy kinh đó. Bắt mấy ốc vô. À, ảnh đi bán kem, còn chị thì đi ra ruộng bắt ốc đặng về ăn cơm. Ảnh bán kem thì có tiền mua gạo. Rồi bữa nay nhà còn nhiêu ký gạo? Nhà bữa nay hết gạo luôn. Hết luôn hả? Rồi chiều nay tính sao đây? Thì giờ đi bán, chiều nay về mua. Chàng ơi, chàng mua từng ngàn chứ đó không? Dạ. Hàng gì em không thấy cái chỗ đựng gạo luôn mà. Cứ bán về cái chiều mua. Tiền ơi trời. Bây giờ không còn ký gạo nữa chứ. Thương thiệt chứ. Rồi gửi chén chắc khó ha. Nhà chén thì có nước rồi, và chạy có đồng hồ nước đó, mình xài nhờ đó. Thật là lâu đó ha. Còn điện thì cũng xài nhờ điện bên kia, chứ giờ chưa có điện nữa. Chàng ơi chàng. Rồi cha mẹ không tiền gì buồn không? Dạ không. Sống giống như là nghèo gì buồn không? Dạ không. Không luôn hả? Sao vậy? Tại cha mẹ cực khổ để nuôi con anh con. Tự hào cho mẹ, biết ơn cha mẹ thôi chứ con không có buồn. Tự hào nữa, còn thương cha mẹ nữa. Chàng ơi là có nghĩa là con thấy cha mẹ nghèo khó, rồi đi bằng cực khổ, con còn thương cha mẹ nhiều hơn nữa. Thương con gái quá. Bây giờ như vậy đi, thì qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay á, thì mấy anh em cũng thấy được cái sự khó khăn của gia đình.
trước mắt hết là bây giờ mình lo cho cái việc học của cháu. Là như anh nói là bây giờ rút hồ sơ cháu dễ không? Dạ, nếu mà có 1.3 triệu gửi lên thay chảnh thì đã chảnh cho rút thôi, tại em có liên lạc thay chảnh rồi. Ừ. Là cứ gửi tiền lên là người ta cho rút gửi về đây thôi. Ừ. Có nghĩa là có tiền gửi lên thì rút hồ sơ cháu về được ha? Dạ. Ừ. Rồi thì thiếu là 1.3 triệu hả? Dạ. Ừ. Bây giờ như vậy, trong ngày hôm nay á, em sẽ xin phép trích phần quỹ của Quý Mạnh Thường Quân. Là ở đây có chị An, Quý Mạnh Thường Quân là chị An sẽ hỗ trợ cho cháu 1 triệu ha, 1 triệu để cháu có thể lo cho cái việc là hồ sơ ha. Rồi chị An là sẽ là 1 triệu. Dạ rồi, ngoài ra là có thêm 500.000 của cô Vương Cẩm Vân. Cô Vương Cẩm Vân sẽ gửi cho cháu thêm 500.000 nữa. Dạ rồi, là tổng số tiền là 1.5 triệu nha. Đây em gửi cho anh. Đây là 1 triệu của chị An. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là 1 triệu là của Quý Mạnh Thường Quân là chị An. À, còn 500.000 nè là của cô Vương Cẩm Vân. Cô Vương Cẩm Vân gửi cho anh để anh có thể mua gạo nè. Tại vì bữa nay hết gạo đó. Thì anh có thể mua gạo. Giống như là mình mua một ít đi. Rồi còn một ít thì cha giống như là mua thêm dầu ăn, nước mắm, nước tương, đồ ngọt, đồ cho nó đầy đủ. Để làm cho bữa cơm nó được ngon. Ha. Dạ rồi. Thì đó là phần duyên của Quý Mạnh Thường Quân. Trong ngày hôm nay trao cho anh là 1.5 triệu. Anh có lời gì muốn gửi cho Quý Mạnh Thường Quân không? Dạ em xin cảm ơn Quý Thường Quân nhiều vì giúp đỡ cho em có tiền để mua trang trải cuộc sống và lo cho bé. Chị em xin cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều giúp đỡ cho vợ chồng em có được đồng tiền cuộc sống để lo cho bé ấy, mua gạo mua đồ cho bé ăn. Còn cái số tiền ấy xin rút một bạ cho bé thì ấy em lấy tiền mua gạo đứng ra có việc chiều nay em gửi gì em trả nhờ người ta chuyển một bạ xuống cho bé. Vậy con? Dạ con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân và các cô chú. Con rất là cảm ơn vì cô chú đã cho gia đình con 1.5 triệu để trang trải trong cuộc sống. Mừng không con? Dạ mừng. Theo như độ nếu mà đi bán kem á mà móc bóp mà để dành được 1.5 triệu á một khoảng bao lâu? Dạ khoảng nửa tháng 20 ngày. Nửa tháng 20 ngày là rồi có xài không? Dạ cái đó là không có xài. Dạ rồi, thôi vậy cố gắng nha. Thì em cũng nguyện cầu mong sao á cho sau cái video ngày hôm nay nè thì hoàn cảnh của anh cũng như là cái câu chuyện của cháu đó nè sẽ được đến với nhiều Quý Mạnh Thường Quân và được quý vị khán giả thương á chia sẻ rộng rãi lên để cho hoàn cảnh mình á sẽ sớm ngày nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của nhiều Quý Mạnh Thường Quân hơn nữa nha. Để cuộc sống mình dần dần đi vào ổn định nha. Đây rồi, thưa quý diễn giả, thưa Quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, thì ngày hôm nay á cho mấy anh em Ngôn xin phép được thay mặt gia đình một lần nữa thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Mạnh Thường Quân trong ngày hôm nay là chị An đã hỗ trợ cho cháu là 1 triệu để lo tiền học. Ngoài ra còn thêm 500.000 đến từ Quý Mạnh Thường Quân là cô Vương Cẩm Vân. Cô Vương Cẩm Vân hỗ trợ 500.000 để cho gia đình có thể là mua gạo cũng như là mua một ít lương thực thực phẩm vượt qua những cái ngày tháng khó khăn này. Một lần nữa cho Ngôn xin phép thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Vậy thôi, còn bây giờ thì Ngôn xin phép được gửi lời chào và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả gần xa cùng với Quý Mạnh Thường Quân trong dòng nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bên em mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo.